Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì hôm nay clip này mình sẽ tự thử thách bản thân với một khẩu súng mà bắn theo kiểu cực kỳ dị luôn, phụt 3 viên một. Đó là khẩu M41 Transformer. Khẩu súng bắn cực kỳ khắm bựa. Mình mang theo cả Storm với cả cái dao băng kia cho nó một set xanh lè. Khẩu này thì phụt trúng người không chết cũng phải ngớp ngoái thôi. Đây này, ấy, ô ngon. Ui, đu. Ui xời, đấm mồm luôn. Em rút, quá là tuyệt vời. Lên cái liếm được 3 mạng luôn. Khẩu này mình thấy rất ít anh em sử dụng, bởi vì nó giá cũng khá đắt, bắn nó lại không được sướng nữa. Úi xời ơi, ngon. 4 combo rồi, cụ rồi nhập phát này rồi. Ấy, đáp một phát mà thanh niên nào gần chết rồi. Mình thấy rồi. Riêng bắn khẩu này thì anh em lưu ý là không được vội vã. Úi xời ơi, ăn đôi luôn. Thằng anh, thôi, định mệnh, bắn vào chân mới đau. 13-3 rồi. Lên cái ăn được 6 mạng luôn. Ý, mày này, úi xời ơi, ghê nha. Như kiểu là bắn thằng ấy nó giáp yếu ấy, nên là sẽ chết ngay được. Mấy cả bắn giữa người nữa. Chưa, nếu mà gặp thanh niên nào mà giáp châu châu là cũng phải nhấp hai phát đấy. Cách bắn hài vãi trưởng đấy. Mình thấy thôi, mình cứ phải chiếm cầu cái. Lên này, lên này. Đây rồi, có hàng. Ô đu. Ok, vãi trưởng. Tự nhiên cái thằng kia nó hồi sinh ở ngay đấy, đâm ra cái tâm của khẩu súng này nó dí vào, bắn mãi méo chết luôn. 9-20 rồi. Lâu lâu mình nghịch một chút. Thằng này sỏi ngon. Ôi mày này, định chơi ông à? Ôi đù, thế là xong, thằng kia liếm mất rồi. Thì dạo này mình cũng khá lười, nhiều lúc mà làm xong mệt chẳng muốn làm clip luôn. Thằng này, ui ngon, vẩy bừa chết thằng kìa. Cụ rồi, hiển linh rồi. Úi trời ơi, đinh công mạnh. Đùa nhau à? Rồi cứ thích đâm đầu vào lòng súng thế nhỉ. Đâm ra lại đi đồ sát nhiều quá, các bên kia nó lại sợ mất thôi. Đầy rồi, có hàng, có hàng. Mà định, thôi, định mệnh. Thế nên là cầm khẩu Super Dragon V. Rồi, vỡ đầu luôn. Lên tiếp. Không phải xoắn, khẩu này phụt thì mắc ảo. Sát thải của nó lên tới 33. Nên là thằng nào mau yếu cái là cho nó lên bảng đếm số luôn. Đây ạ, mày thích chết à? Nghĩ gì? Định đi móc đồng đội của anh à? Thôi ngon. Đấy này, thôi. Đủ phộng. Lúc cái. Thằng nào lô dù chạy qua là cho phát thông điếc ngay. Dập máy khâu 3 phát. Đây này, rồi. Quá là ngon. Ôi. Thằng này. Ý trời ơi. 5 combo. Em té đây. Bên Liên Minh thì có vẻ như hơi bị yếu thế một chút. Thôi, định mệnh. Ngồi đây có bom luôn. Quá là đen. Lên quả tiếp thôi. Tung bom này. Đây rồi. Đây rồi. Vãi trưởng. Toàn bị thôi. Đáng mệt quá nhỉ. Đồng đội liếm rõ nhanh, thế lúc cover thì chẳng thấy mặt đâu cả. Tung bom này. Ui rồi, hàng. Thôi, định mệnh. Đồng quá. 4-8-29 rồi. Rồi xong, như vậy là kết thúc bắn đầu tiên. Bắn mình trước thấy khẩu này bắn bình thường mà sao mày bắn ngon thế nhỉ. Liếm tận hai mấy mạng. 30 triệu đồng luôn. Quá là ảo diệu. Mình sẽ ra tạo một phòng danh mới.
toàn thích đi lẻ thôi, để gặp những cái team mà nó vừa vừa một chút, bởi vì cái mức danh này cũng khá cao rồi, kim cương mắc luôn, mình cũng không để ý là tỏa top bao nhiêu nữa. Lừa qua đâu quá. Ok, lần này vẫn là map bến cảng, nhưng mà được ở bên liên minh rồi. Cái map này thì bắn đấu đội ấy, mình hồi sinh cái mình cứ lao lên thôi, không sợ bị địch giết, bởi vì nó còn cái bảo hộ mà, lên nhà địch cũng khá là dễ dàng. Được rồi, ngắm chết nhé, headshot luôn. Ok, bay nhảy này, bắn trúng 3 phát mới chết. Được rồi, ấy tuyệt vời chưa. Cái map này mà cầm khẩu M4 đi phụt thì theo mình thấy khá là phê luôn. Ui, cái thằng thỏ này sao nó nhảy đâu thế nhỉ. Ủa thôi, tỉnh đấy. Sao lại anh kích chưa? Mày còn bố đứng ở nhà đơ chứ. Lên tiếp luôn. Đây rồi. Đấy, ngon chưa? Phụt giữa đít cái là chết ngay. Ok, có ai lèo? Nó nhảy lâu quá. Chín đều rồi. À, cầu đông thế. Đi móc cầu thôi. Lên tận nhà nó thôi, quành lại. Mình là chơi kiểu chắc cổ, đi thông mông nó đỡ mất máu nhiều. Đây rồi, bay nhảy này. Ô, lại thấy mấy thằng mà sao giờ không có bóng nào. Đứng đây thẩm du. Chứ này núp cũng khá là sướng. Thôi, đèn quá. Ui à, chạy. Chạy này. Ô đùa, đù phộng. Thế méo nào. Bắn một tình huống mà sao lại trúng người không mất máu. Quá là đen. Đây, đây rồi, đây rồi. Thôi xong, súng này nó bị ảo tưởng rồi, bắn trúng mà không hề gì luôn, hơi đen. Đây này, thôi không kịp ạ. Thôi em lại lên, em lúp tiếp, chờ hàng đi qua là mình phạt thôi. Ô định mệnh, đùa tao à? Thế mẹ là cái thằng đồng đội lại cho mình ăn còn mù mới cay, đắng mè trắng như ô mô luôn. Sao lại không thấy thằng nào nó chạy qua thế này. Đây rồi. Ô kìa, định mệnh. Ô, lag à? Thế méo nào. Rồi em vào đây em trốn. 2322. Úi dồi ôi, thằng ngắm thỏ này. Hai bên bắn cũng khá là căng. Ý, ngon. Chạy này. Lát mông chơi em. Chờ hàng tiếp thôi. Chỗ này thì lúc cũng khá là nguy hiểm, nhưng mà lại cũng cực kỳ an toàn. Đấy, nó lại chơi kiểu bí hiểm thế cơ. Đây rồi, 6 combo luôn. Đu 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 đu. Định mệnh, đâm ngay đầu vào chỗ nó hồi sinh thì cũng cạn lời rồi. Quá là đen luôn. Mấy bố này toàn đứng ở nhà câu bom. Đâm ra mỗi mình lên công thôi. Đây, 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 có hàng. Có hàng. Ô đù, trò thay đục luôn. Ôi vãi, đồng quá. Đang trong cái tình thế hoảng loạn. Ô thằng này, ngáo à. Trên cầu bây giờ cũng khá đông. Mình lại đi móc tiếp thôi. Lên nhà xong vòng lại. Một cách móc cũng khá là quen thuộc với PXT rồi. Đây này, đông chưa? Đu, đu. Ăn được có hai mạng. Vãi đèo. Pha đấy mình cầm mà đắc là kiểu gì mình phải liếm được tầm 4 hoặc là hết luôn. Mày chạy. Tung bom.
Ấy. Chạy đâu cho hết lắng. Đù. Khẩu AK này bắn đấm bồm kinh quá. 17-7 rồi. Ở đây thì hai bố thỏ đang bắn nhau. Rồi chết. Ý. Mày này headshot luôn. Ngon. Ok. Thôi ra đây đứng ỉa. Ui. Vâng ạ. 46-7. 48 rồi. Đu. 48 đều. Lên luôn. Mày này. Thằng cờ hóa. Thôi. 49 ạ. Ô. Rồi. Mày quá thắng luôn ạ. Như vậy là mình vừa thử thách bản thân mà khẩu M4 Transformer. Bắn cũng khá là ok. Các bạn thấy hay thì cũng đừng quên để một like cũng như chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Chào các bạn.